Xin chào các bạn, rõ ràng 20 triệu bây giờ thì các bạn có rất nhiều những sự lựa chọn smartphone. Nhưng tất nhiên thì trước đó các bạn sẽ không bao giờ mua được Galaxy S23 Ultra. Bởi vì đây là một con máy nó định mức ở cái phân khúc tầm giá tận 30 triệu cơ. Thế nhưng mà bây giờ chỉ với khoảng 19 triệu thôi các bạn cũng đã có thể lựa chọn được Galaxy S23 Ultra ở Di Động Việt với những trải nghiệm rất tốt. Có thể nói nếu như cấu hình cao mà trải nghiệm tốt thì các bạn cũng đã có thể lựa chọn những chiếc máy đến từ Xiaomi. Hay là cấu hình cao chơi game ngon thì các bạn có thể lựa chọn những chiếc máy ROG. Nhưng cấu hình cao trải nghiệm tốt mà lại có những tính năng hỗ trợ tuyệt vời cho công việc thì khi đó các bạn sẽ chỉ có sự lựa chọn duy nhất, đó là những chiếc máy của Samsung. Và đây chính là Galaxy S23 Ultra. Hãy cùng mình chia sẻ lại về S23 Ultra ở thời điểm này để xem với tầm giá 19 triệu nó có những điểm gì hơn đối thủ nhá. Chào mừng bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên để lại một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Nếu mà nói Galaxy S23 Ultra nó đánh bại những cái đối thủ khác ở cùng tầm giá này bởi vì cấu hình ngon á thì không phải, bởi vì chúng ta cũng đã có những chiếc máy khác được sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ở cái tầm giá này, hoặc thậm chí là rẻ hơn chúng ta cũng đã có 8 Gen 2 và bộ nhớ trong hay là RAM thì nó cũng sẽ tương đương với những chiếc máy Galaxy S23 Ultra này. Mà S23 Ultra thì nó sẽ ngon ở cái khoản đó chính là những cái tối ưu dành cho cái con chip này và những cái tính năng trong sử dụng hàng ngày nó tốt, nó ngon, nó mượt. Ví dụ như là những cái thao tác mà các bạn mở app trên phiên bản One UI 6.0 hiện tại đi, nó đã mượt hơn ngày xưa rất là nhiều và nó đã mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm sử dụng nhanh hơn rất là nhiều. Cái tiếp theo đấy là với One UI 6.0 nó cũng mang tới cho các bạn những cái tính năng về bảo mật rất là tốt, bởi vì cái bảo mật chính là một trong những cái mà doanh nhân, những người thành đạt hay là những người có dữ liệu quan trọng người ta rất là quan tâm. Bởi vì thế mà rất nhiều người đã lựa chọn đó chính là sử dụng iPhone cho nó an toàn. Thì những chiếc máy đến từ Samsung cũng đang là những sản phẩm mang tới cho chúng ta một cái khả năng về bảo mật tốt nhất trong thế giới Android hiện tại. Đặc biệt là cái tính năng lock không cho cài những cái phần mềm bị nghi ngờ là có chứa mã độc. Ví dụ như dạo gần đây thì các bạn sẽ thấy là tràn lan liên quan đến tệ nạn lừa đảo, cài những ứng dụng không rõ ràng vào, sau đó thì máy của bạn sẽ bị tắt màn hình và kẻ gian sẽ có thể điều khiển được máy của bạn để có thể ra những lệnh chuyển tiền, lấy OTP này kia này kia. Thì với những con Samsung này nó có thể giúp cho các bạn hạn chế được những vấn đề đấy. Tất nhiên nếu như các bạn bỏ cái tính năng lock đó đi thì các bạn vẫn sẽ cài được những cái app bị nghi ngờ đó thôi, nhưng chí ít có thì vẫn hơn không. Và bên cạnh đó, đấy là những cái tính năng liên quan đến việc là hỗ trợ cho các bạn trong công việc. Thì Galaxy S23 Ultra cũng đang thể hiện là chiếc máy tốt nhất hiện nay với cái bút S Pen được đi kèm bên trong máy. Và với cái bút S Pen này, nó làm được những gì thì có lẽ là mình cũng không cần phải chia sẻ lại quá chi tiết. Cắt nhanh, sửa nhanh, soạn thảo, viết nhanh, nốt nhanh ở trên màn hình. Hay thậm chí chúng ta cũng sẽ có thể sử dụng được những cái thao tác không dây. Nhìn chung thì nó sẽ là một cái trải nghiệm tốt hoàn toàn về mặt trải nghiệm, dù cho là các bạn sử dụng với những ứng dụng, những tác vụ hàng ngày cho tới những cái tác vụ về công việc, và đặc biệt đấy là về bảo mật trên một chiếc máy Android. Bên cạnh đó là việc tối ưu cái hiệu năng này cho những cái tựa game mà các bạn hay chơi, ví dụ như là PUBG, ví dụ như Genshin. Nếu như trong thế giới Android, những chiếc smartphone gaming sẽ là những chiếc máy dẫn đầu về việc là tối ưu hóa cho game, cũng như là có được những cái liên quan đến việc là tản nhiệt tốt hơn cho con chip, thì Samsung sẽ là những chiếc máy tốt nhất trong việc tối ưu hóa game, không nằm trong thế giới gaming phone. Nên đây các bạn cũng có thể thấy rằng là Samsung họ đang làm tốt như thế nào cái việc đấy là tối ưu những con chip được trang bị trên này, đặc biệt là những con chip Qualcomm Snapdragon. Tới với một cái trải nghiệm tiếp theo cũng rất ngon trên Samsung Galaxy S23 Ultra, đó chính là camera. Nếu như ở tầm giá 20 triệu này thì mình có thể khẳng định rằng không có chiếc máy nào có thể ăn lại được cái chiếc Galaxy S23 Ultra, trừ là máy xách tay. Ví dụ chúng ta sẽ có con Huawei P60 Art này, hay là sắp tới đây thì có thể cũng sẽ có là Xiaomi 14 Ultra. Nhưng cái câu chuyện mà 14 Ultra được đưa về chính hãng tại Việt Nam thì khi đó nó cũng sẽ phải đối đầu với Galaxy S24 Ultra. Nên lúc đó chúng ta vẫn sẽ chưa thể nào mà nói được cái điều gì. Không biết là trong thời gian sắp tới thì Samsung có thêm những thứ hóa gì cho camera hay không. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, tính về máy chính hãng thì đây vẫn là một trong những con máy có camera tốt nhất ở tầm giá 19 triệu để cho các bạn có thể lựa chọn. Chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả những tiêu cự từ nhà ra phố, từ góc siêu rộng, góc rộng, rồi tele 3X cho đến tele 10X, và chúng ta có thể zoom kỹ thuật số lên đến 100X. Và thuật toán zoom ở trên con Galaxy S23 Ultra bây giờ nó cũng sẽ bù chi tiết cực kỳ ngon. Nên các bạn có thể thấy thông qua cái bức ảnh này này, trước khi chụp và sau khi chụp, cái chi tiết của nó là khác biệt hoàn toàn nhau. Thậm chí cũng đã có một vài anh mang Galaxy S23 Ultra đi đu idol tại sự kiện bonding ở Hà Nội ấy, thì các bạn có thể thấy rõ hơn về khả năng chụp zoom của Galaxy S23 Ultra nó tốt là như thế nào. Hay cho tới camera góc rộng của nó, chụp cũng không có điểm gì để chê cả, dù cho là thiếu sáng hay đủ sáng. Nói chung thì đây là một cụm camera rất chất lượng, và cũng có thể nói rằng
nó chẳng còn gì để chê trong thế giới smartphone Android nữa. Có chăng thì chúng ta sẽ chờ những cái thế hệ tiếp theo xem là nó tốt hơn như thế nào để chê con Galaxy S23 Ultra này mà thôi. Chứ còn bây giờ thì không nhá. Bên cạnh đó thì khả năng quay video của Galaxy S23 Ultra cũng ổn. Nó có chống rung ngon và quay file video cũng mắc ping độ phân giải hiện nay. Và bên cạnh đó, đấy là khả năng thu âm thì khỏi phải bàn rồi. Đối với một số những chiếc máy khác, ví dụ như Xiaomi chẳng hạn, các bạn có thể thấy rằng nó quay cũng ngon, chống rung cũng được, nhưng khả năng thu âm của nó rất là tệ. Thì con Galaxy S23 Ultra này đang là con máy nó làm cân bằng và hài hòa ở tất cả những yếu tố trong một file quay video. Thế nên đây cũng sẽ là một điều mà các bạn sẽ cảm thấy là ok hơn, ổn áp hơn trên camera phone của chiếc máy này. Và cuối cùng, quan trọng hơn cả, đó là một chiếc máy của Samsung, có logo của Samsung, nó cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy tự hào hơn với chiếc máy đang cầm ở trên tay mình. Bởi vì nói thế nào nói, thị trường Việt Nam của chúng ta cũng đang là một trong những thị trường đánh giá rất cao về cái brand, đánh giá rất cao về cái thương hiệu đến từ đâu. Và cũng rất nhiều người vẫn còn tư tưởng là bài xích đồ tàu, không thích dùng đồ tàu, miễn là đồ tàu là tránh, không biết là tàu ngon hay là tàu đẻo, cứ thấy tàu là chê. Thì đây cũng sẽ là một trong những sự lựa chọn nữa tốt ở cả cái logo thương hiệu. Và cho tới cái phần build chẳng hạn, thì bây giờ những cái sản phẩm của Samsung cũng đã có build tốt hơn, ít hở viền hơn và nó mang lại một cái sự liên lạc tốt hơn cho cái sản phẩm. Nhìn chung thì trên Samsung Galaxy S23 Ultra thì có rất nhiều những cái điểm nó hợp lý khi mà nó nằm ở phân khúc tầm giá 19 triệu đồng này. Hay thậm chí nếu như chúng ta so sánh với đối thủ đó là iPhone chẳng hạn, thì với 19 triệu các bạn cũng sẽ chỉ có thể mua được cái phiên bản thấp nhất, đó là con iPhone 15 mà thôi. Thì với Galaxy S23 series của chính năm nay, các bạn đã có thể mua được cái phiên bản cao nhất là S23 Ultra rồi. Nhưng tất nhiên sẽ chỉ là phiên bản cao nhất, nhưng bộ nhớ trong là tiêu chuẩn nhất mà thôi. Còn các bạn thấy sao về Galaxy S23 Ultra? Hãy comment để ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video này của mình thì dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.